Vâng, đây là phần ăn khiêm nhường của nhà báo, một tô phở thìn và chín nạm gầu, tái chín nạm gầu và một cái phần bánh khúc của cô Lan. À, đây của nhà báo Đari Phạm thì chỉ có cái xôi bò và cũng tô phở luôn. Đây là cháu gái rất là xinh. Biết là con trai bác chưa có vợ thì nha, cháu tới đây ngồi đối diện với bác để xin làm dâu. Nói đùa đấy, không biết là có chồng hay không. Đây là phần xôi khúc mà có chả, vâng, của anh bạn tôi bên đây. Thì cái số của tôi nó kỳ lắm. Số của tôi kỳ lắm. Đi ra tới trường xa và đi tới đâu đó, toàn là gặp an ninh. Ra phi trường cũng an ninh tới ngồi ngay bên cạnh. Vâng, không đâu. Cho không phải đi kè kè đâu mà lo. Các bạn nhìn thấy là khu ẩm thực Hà Nội của phở tái, phở chín, phở gầu. Các em đang làm việc ở đây thì là ở trong trung tâm phở gầu. Nhưng mà cái cô mặc áo quần áo đen này thì lại cô lại. Dạ. Thì không biết phở ngon hay không, nhưng mà ở Hà Nội đó là phở thìn là nổi tiếng, thưa quý khán giả. Các bạn biết rồi, phở thìn ở trên đường Hàng Tre cũng có phở thìn, ở trong khu phố cổ đường Lương Ngọc Quyến cũng có phở thìn. Nhưng mà cái phở ngon tới đâu thì chúng tôi không dám nói, tùy theo khẩu vị mỗi người. Nhưng mà cái cô mà đang bưng phở đó là cô lại đẹp nhất ở trong này. Đấy. Cô là hoa khôi của phở thìn ấy. Vâng, bên này là bánh khúc cô Lan đấy, và bên kia là xôi bắp. Trưa nay thì chúng tôi sẽ thưởng thức những cái món ăn do thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giới thiệu trong buổi họp báo ngày hôm kia. Vâng. Đây là khung cảnh chung quanh. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin phép các bạn để được tăng năng lượng là để làm việc ngày hôm nay.